Cindy chào cả nhà nha. Hôm nay thì Cindy cần phải đi mua một ít đồ lót. Và sẵn đây thì Cindy cũng quay cho cả nhà mình xem. Sở dĩ mà Cindy quay cái clip này cho cả nhà mình xem, bởi vì Cindy thấy có rất nhiều chị, và trong đó có cả Cindy nữa, một thời gian rất là dài cứ phải đi về Việt Nam, xong rồi vào chợ Kim Biên, chợ An Đông để mà mua những cái quần áo lót đó mọi người. Bởi vì chưa có tiện đường, chưa có quen nước quen cái bên Mỹ này, cho nên sẵn về Việt Nam thì một công hai ba chuyện sẽ đi vào những cái chỗ đó để mà mua. Thì bây giờ Cindy sẵn quay cái này đưa lên cho cả nhà mình. Thứ nhất là Cindy muốn giới thiệu cho cả nhà mình một lần nữa là cái nước Mỹ này phải nói là thiên đường của sự mua sắm, và không thiếu một cái gì hết đó mọi người. Đây nè, đây là những cái quần áo lót mà phải nói là mình bận bằng thun lạnh cho nó sát da, cho nó mát vào mùa hè nè cả nhà. Và đây là những cái áo ngực mà nó push up, nó đưa cái ngực mình lên. Nếu mà mấy chị nào đã có gia đình, đã sanh con rồi thì những cái áo này giúp cho cái ngực mình nó bự hơn. Và đây là những cái loại áo mà nó thuộc về chạy bộ, sport. Nói chung là ở dưới cái tầng hầm của Messi này, Cindy không biết ở những cái tiểu bang khác thì nó như thế nào, nhưng mà ở Bắc Cali của mình đó mọi người, thì Valley Fair là một trong những cái mall mà lớn ở Bắc Cali. Nếu mà ai ở San Jose thì sẽ biết. Thì thật sự mà nói á, mọi người kính thưa các loại áo ngực và đồ lót luôn. Đây nè, thậm chí có những cái đồ lót mà mọi người thấy nè, Cindy hay nói đùa là nó bự như cái đầu của mình á, những cái size rất là lớn luôn. Người Mỹ đó họ mặc bự lắm mọi người, cao to và rất là bự con. Thì đây là những cái chỗ mà quần áo lót cho những người mà size lớn, size plus đó. Đây, Cindy hay chọc là mấy cái ngực của mấy bà nằm Mỹ là nó bự như cái đầu của Cindy đó, là có đó nha mọi người, không phải là Cindy nói chơi đâu. Đó, thì cái giá thành thường nó rất là mắc. Đó, như cái áo ngực này là 72 đồng nè cả nhà. Những cái áo ngực ở đây á, Cindy coi cái giá của nó là bao nhiêu. Là 68 đồng. Nhưng mà trên thực tế đó cả nhà, thì nó sale hoài à. Nó sale tới 40%, 50%, 60%, thậm chí là 75% luôn. Đây, đây là những cái bảng sale mà nó để cho mình biết nè. Đó, như cái này là hai cái mà 54 đồng. Đó, rồi bên này á, thì nó để là 40% off. Tuốt ở đằng kia thì 50% off. Chính vì vậy cho nên á, tuy rằng mình thấy rằng là nó mắc, cái giá thành nó ghi mà hàng hiệu không đó cả nhà. Rồi có những cái hàng mà nó nhãn đỏ như thế này nè, có nghĩa là nó sale rất là nhiều đó. Thì thằng này nó sale 39%. Đó, thì chị em mình có thể vừa đi chơi, vừa đi vào những cái chỗ này nè, mình có thể mua được những cái đồ lót mà mình ưng ý với cái giá rất là rẻ luôn. Đó, thì ở đây thì cái gì cũng có mọi người. Một trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng của Mỹ mà Cindy hay mua bận là Victoria's Secret. Nhưng mà nếu như mà mình không có khả năng thì mình vào đây mình mua. Đó, những quần lót khe này rất là rẻ luôn. Khi mà Cindy dòm thấy nó sale quá mọi người, Cindy thấy có mấy đồng cái à mọi người. Đó, cho nên sẵn hôm nay thì Cindy cần đi mua một ít đồ lót, thì Cindy cũng quay lại cho cả nhà mình xem. Đó, đồ ren cũng có, mà đồ thun lạnh cũng có. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Cindy mua đồ lót á mọi người, đồ ren thì công nhận là nó hấp dẫn, nó pretty thiệt, nhưng mà nó dễ rách lắm. Và nó cũng không phù hợp với những người trung niên như mình. Như Cindy bây giờ là bận những cái này là dễ bị hư lắm. Cái này chỉ dành cho mấy người skinny, ốm, nhỏ con thôi. Và những người giống như là còn trẻ, và những người lớn như Cindy thì nên bận những loại nó cover hết cái ngực đây. Đó, những cái loại này nè, là những cái loại mà Cindy nên mua. Mọi người trung niên của Cindy, như tuổi Cindy nên mua. Thì còn cái này là dành cho những người trẻ nè. Đó, mà mọi người biết sao, không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà Cindy thì rất là thích bận những cái loại bông nha. Như cái này nè, giá thành của nó
là 46 đồng mà nó ốp 50%, có nghĩa là nó còn 24 đồng đó. Mọi người thấy rẻ ghê chưa? Những cái áo này nè, mình có thể bận với những cái áo voan đó. Đó thì tánh của Cindy là tánh rất là sexy, cho nên là Cindy thích bận những cái đồ lót á, là nó hàng giải bông như vậy đó. Còn những cái quần lót ở đây nè mọi người, cái hiệu là Calvin Klein đàng hoàng nha. Cuối cùng của sự ốp nó còn có 9 đồng nè, một cái quần thun lạnh rất là mát luôn đó. Cho nên khi mà Cindy làm cái clip này lên thì Cindy hy vọng rằng sau này mấy chị á, mà muốn mua đồ lót, kính thưa các loại đồ lót á, thì cũng không cần thiết là phải về Việt Nam mua nha cả nhà. Và Cindy cũng nói luôn á, thì hàng hóa và chất lượng ở bên Mỹ thì thôi khỏi lo rồi đó. Cái này là very soft luôn. Thì người ta nói cái câu là tiền nào của đó, thì mình nghĩ là thật sự là như vậy. Và mình có thể mua xong rồi cái mình không vừa ý, mình có thể đem đi trả đó. Như cái này là 3 cái cho 36 đồng, mà chưa kể là tiền sale off nữa nha cả nhà đó. Đẹp lắm cả nhà ơi. Phải nói là không biết mọi người sao, chứ còn Cindy thì thật sự mà nói là rất thích một quần áo lót đó. Hàng Calvin tốt lắm, bạn rất là bền, có thể giặt, máy giặt được luôn. Nhưng mà ở đây không riêng gì hàng của Calvin đó nha mọi người, rất là nhiều hiệu. Mỗi cái khu vực như vậy á, nó để một cái bảng là tên gì, hiệu gì. Nếu mà mình thích thì mình cứ tới kiếm thôi. Còn bên này là hiệu DKNY, là người ta đi kiếm người yêu nha cả nhà. Đó, cũng là đồ rất là đẹp luôn, nhiều lắm. Đồ ngủ cũng có sale off rất là nhiều luôn. Đồ quần ren đẹp cả nhà thấy không? Nói chung là nó phù hợp với tất cả, nhiều size tướng nào cũng mua được hết trơn á. Mọi người thấy hôm nay nó off, nó đã off trên cái giá original của nó rồi nha. Nó còn off thêm 50% nữa đó. Đồ ngủ, đồ lót của nó đó. Rồi đây, dưới 15 đồng. Đồ ngủ thun lạnh không? Cái này thì bây giờ mình chưa có cần, mùa hè mình không cần, chứ tới mùa đông á cả nhà. Mùa đông mặc ngủ ấm lắm. Đó, đủ size, đủ cỡ, size lọt nè, size medium nè. Đó. Ở nhà mình cứ đi lông dông chơi, thế nào cũng lựa được những cái đồ mà như ý hết. Đó. Size L nè. Tới mùa đông mà mặc mấy cái này ấm lắm. Mấy cái này dành cho mấy người mà ta bận sơi đồ á cả nhà, giống như kiểu người ta bận lót ở trong á, nó có ở phần phía dưới này nó kín nè, để mình bận nó không bị tuột á. Cái này nó ốp giả mang luôn, nó ốp tới 60% lận nè. Cái này mấy chục đồng, còn có 19 đồng đó. Cho nên Cindy cũng nói với cả nhà mình đó là Cindy muốn giới thiệu tới. Đây nè, trời ơi, cái này nó bự còn hơn cái đầu của Cindy nữa. Cuối cùng nó 68 đồng, nó ốp, cuối cùng còn 24 đồng. Nhiều lắm mọi người ơi. Còn đây là những cái áo mà nó giữ cái shape cho mình dính liền người á, để cho mình bận với lại đầm á. Thường thường phụ nữ này, sau khi sanh rồi thì cái bụng nó to thì bận đầm nó hay, ngực thì nhỏ hơn cái bụng nó hơi bị kỳ đó, thì họ cũng biết được cái điều đó và họ làm những cái shape này nè, để cho mình bận á, mình giữ nó lại, nó gọi là tummy tuck nè đó. Cindy thấy nó 70-80 đồng, như nó sale cuối cùng á, thì còn lại có 20-some đồng. Như Cindy là cái này là 38 đi, hơi lớn đối với Cindy. Cindy chỉ có 36 double đi thôi. Đó. Muốn màu đen có màu đen, muốn màu da có màu da.
Còn này, mấy cái này là mấy cái áo ngực mà giống như tùm lum size cả nhà. Họ bỏ ra họ bán đại trà, bán rẻ lắm. Một cái 60 đồng, còn lại có 15 đồng. Đó, nó ghi kìa Under 14 đồng 96. Tại sao mà nó không ghi Under 15 đồng? Mỹ thì nó khôn lắm cả nhà. Nó không bao giờ nó ghi là 15 đồng mà nó ghi là 14 đồng 99. Nó đánh lừa cái ảo tưởng của mình á. 14 đồng 99 nghe nó ít hơn là 15 đồng. Đó. Nhưng mà đây giống như cái mấy cái này nè, cái size này là size của Cindy nè, bạn 6 double D đó, và bận vô là thon gọn, bận đầm kiểu gì cũng đẹp hết đó. Thì Cindy sẵn đi mua đồ đó, mọi người thấy ông cụ ngồi đó không, Mỹ họ chịu vợ lắm mọi người, đi shopping đi mall họ chịu ngồi để mà chờ vợ thử đồ lắm. Tại vì đời sống của Mỹ ngày thường phải đi làm, cuối tuần thì chỉ có shopping thôi, rồi giống như kiểu đi ăn đi uống đó. Ở đây là dưới tầng hầm của mall Valley Fair nha cả nhà. Nếu ai ở miền Bắc Cali thì mình đi đây và mình sẽ kiếm được nhiều cái lắm. Nó có những cái push up ngực đưa lên nữa, những cái nhựa cho những người mà đắp size giống như size A không có được lớn, tại vì Cindy cũng mua cho bạn bè hoài à. Đây nè, những cái này là nó nâng ngực nè đó, dành cho những người mà size nhỏ, còn size lớn thì người ta bận ém xuống. Nói chung là đủ thứ hết, và Cindy cũng hy vọng rằng cái clip này cũng thêm một phần nào đó cho cả nhà mình thấy cái đời sống Mỹ nó tiện nghi và nó hàng hóa nó đa dạng như thế nào. Không cần thiết là mình phải đi về Việt Nam để mà đi kiếm đâu nghe cả nhà. Thật chất á, mình thấy á, thì đồ Việt Nam nó rẻ phải không, nhưng mà cái chất lượng á, thật sự là nó không bằng bên này đâu nha, rất là tốt luôn, rất là bền luôn đó. Thì mình cứ thích cái kiểu nào thì mình đi lựa đó. Giống như đi vô đây nè, mọi người thấy không, quần mà quần giống như kiểu quần gen á, đủ size đủ cỡ, 5 cái mà 30 đồng đó. 5 cái nha mọi người, chứ không phải là 1 cái. Nên là Cindy cũng trước là giới thiệu hàng hóa, sau là hy vọng cả nhà mình có những giây phút thư giãn với cái clip này. Và Cindy xin ngừng ở đây nha, đây nè mấy cái gan bụng nè, và hẹn lại cả nhà trong những cái video kỳ sau. Thân ái kính chào và bye bye.